Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy gian tỉnh Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo Máy thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 37 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi đêm nay không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C. Độ ẩm 65%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trang Bàng. Mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 38 độ C, độ ẩm 68%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện như Minh Châu. Mây thay đổi đêm nay không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C, độ ẩm 73%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi đêm nay không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C, độ ẩm 65%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C, độ ẩm 67%. Cảnh báo, nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp, trời khô hành, cần đề phòng nguy cơ xảy ra chập điện, cháy nổ do quá tải, nguy cơ cháy rừng ở mức bỏ đồng cao. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Dàm Cỏ Đồng, từ 0,30 đến 0,40 m và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện, thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thú vị, hàng năm có khoảng 150.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến nhiệt độ tăng cao như bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu chảy. Thời tiết tại Đồng Nai đang tiếp tục nắng nóng gay gắt, thường xuyên kéo dài trên diện rộng với nền nhiệt cao từ 36 đến 38 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, đặc biệt là người già và trẻ em, những nhóm đối tượng có sức đề kháng miễn dịch yếu. Bác sĩ chuyên khoa 1, chế hoa thống, trưởng khoa nội tổng hợp 2, Bệnh viện Đồng Nai 2 cho biết, Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn côn trùng gây bệnh trong thực phẩm sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Do đó, ngoài các bệnh về tim mạch và thần kinh, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, người dân thường mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm họng, sốt virus, sốt phát ban, chân tay miệng, độ dễ trẻ nhỏ. Các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, Đặc biệt, những người dân lao động thường xuyên làm việc trực tiếp dưới tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời có thể bị sốc nhiệt, bỗng nhiệt, say nắng, kiệt sức, mất nước, chuột rút. Cũng theo bác sĩ Chế Hoàng Thống, giai tuần trở lại đây, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu điều trị các bệnh nói trên tại bệnh viện có xu hướng tăng cao. Trong đó, hơn 50% bệnh nhân là người lớn tuổi, chủ yếu điều trị ở các khoa nội có các chuyên khoa tương ứng như truyền nhiễm, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh. Để hạn chế tối đa những ảnh hưởng có hại đến sức khỏe khi thời tiết nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần áp dụng thực hiện những biện pháp sau. Uống nhiều nước, cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Người lớn nên cung cấp đủ từ 1,6 lít đến 2,5 lít nước một ngày tùy trọng lượng cơ thể và điều kiện làm việc. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm rối loạn tiêu hóa, cần ăn chín uống sôi, chọn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể để chống nắng nóng như trái cây, rau xanh, sữa chua, sữa tươi. Thức ăn nên chế biến để ăn đủ trong một bữa, không nên bảo quản thức ăn đã nấu chín lâu trong tủ lạnh quá một bữa ăn. Nên mặc đồ nhẹ, rộng, chất liệu dễ thoát mồ hôi. Khi ra đường cần mặc kính, tránh quần áo dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt. Đội nón rộng dành, ưu tiên loại có các lỗ thông hơi, đeo kính mát để bảo vệ mắt. Ngoài ra, cần tắm rửa thường xuyên và giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh về da. Giữ nhà cửa thông thoáng, cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà, giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà. Lưu ý tắt hết đèn, các thiết bị điện không cần thiết vì các thiết bị này tỏa nhiệt nóng. Nếu cần thiết phải ra nắng thì cần cố gắng giữ chỉ ra nắng trong thời gian ngắn và nên thoa kem chống nắng với chỉ số SPF ít nhất là 15. Tránh di chuyển ngoài nắng vào khoảng 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều, vì đây là thời gian ánh nắng nguy hiểm nhất. Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày, nên tập vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 28 đến 29 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại. Hướng gió tránh ngược từ dưới lên tránh để gió thẳng vào mũi mặt vì dễ gây viêm nhiễm hô hấp. Người dân cần tăng cường vệ sinh cá nhân bằng cách thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Những người có bệnh lý nền nên tái khám định kỳ tại các cơ sở y tế để được theo dõi chặt chẽ và tư vấn điều trị kịp thời. Quý vị thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết ngày hôm nay đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.